cả nhà. Hôm nay gia đình mình sẽ làm món canh rau dền nha. Thì trước tiên, lời nói đầu tiên mình chúc cho cả nhà có một ngày cuối tuần thật vui vẻ và thật nhiều sức khỏe ấm áp bên gia đình của mình. Thì hôm nay mình sẽ vào bếp để nấu món canh rau dền. Trước tiên mình sẽ bật lửa lên cho nồi nóng nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho dầu vào nha. Rồi mình cho vài lát tỏi vào. Rồi mình sẽ cho chút tôm khô vào nha cả nhà. Rồi mình phi. Ok, phi cho tỏi thơm và tôm khô nó thơm nha. Thì cách nấu canh rau dền của mình rất là ngon, rất là thơm luôn nha cả nhà. Thì cả nhà thì thử xem nấu cách này rất là ngon nha cả nhà. Để mà tỏi và tôm khô phi lên cho thơm, rồi sau đó mình sẽ bỏ nước vào. Ok cả nhà, thì đã tỏi và tôm khô đã phi thơm rồi nha, mình sẽ cho nước vào nha. Wow, thì hôm nay gia đình mình chỉ có 4 người ăn thôi, mình nấu cho vừa đủ ăn thôi nha cả nhà, không có nấu nhiều. Thì mình đợi cho nước sôi thì mình sẽ cho rau dền vào nha. Ok, và nước đã sôi rồi, mình sẽ cho rau dền vào nha. Thì rau dền vừa chín tới thì bây giờ mình sẽ cho gia vị vào. Mình cho chút xíu muối. Và chút xíu bột ngọt nha cả nhà. Và chút xíu cà no. Ok, vậy là mình sẽ đảo cho gia vị ra đều nha cả nhà. Quá ngon, quá ok luôn. Nay mình xin quay cái clip này để chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, mình chúc cho cả nhà có một buổi tối thật vui vẻ và thật nhiều sức khỏe nha, thành công trong cuộc sống nha. Bây giờ mình đã xong cái món canh rau dền của mình rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nha. Chào tạm biệt.